Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Việt được phát trên kênh VTC10, kênh văn hóa Việt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Hà Linh, rất vui được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang mong muốn có một thực đơn dinh dưỡng và hấp dẫn mỗi ngày, bên cạnh đó thì thực đơn này đảm bảo là giảm cholesterol và giúp quý vị có một vóc dáng thật là thon gọn, thì thực đơn ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những gợi ý về những món ngon đảm bảo chế độ cân bằng dinh dưỡng và giúp cho quý vị cảm thấy nhẹ bụng hơn rất là nhiều. Và thực đơn này sẽ được gợi ý đến từ đầu bếp Hoàng Dương. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Chào Hà Linh và chào quý vị khán giả của Bếp Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hai gợi ý, hai món ăn ngày hôm nay mà Hà Linh cùng với đầu bếp Hoàng Dương sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị khán giả. Món đầu tiên là món gì vậy? Món đầu tiên thì anh sẽ giới thiệu cho các quý vị khán giả. Đó chính là món salad bưởi. Mình trộn với tôm sú và thịt heo nhé. Rồi và cái món này thì như các quý vị khán giả và Hà Linh đã biết rồi. Để cho những chị em nào và những người nào mà muốn có những cái dáng vóc thon eo đẹp thì chúng ta sử dụng những cái salad như bưởi đây. Thì sẽ giúp ích cho các chị em rất là nhiều trong quá trình giảm cân đúng không ạ? Đúng món rồi. Món thứ hai sẽ là món gì ạ? Món thứ hai nó là một cái món chay. Món này là món cà tím nhồi với lại nhân chay. Món thứ hai đó cũng là một cái món mà Dương cũng mong muốn đem đến cho các quý vị khán giả. Đối với những cái chị em nào hoặc là người nào mà thích ăn chay hay là muốn ăn rau củ quả nhiều. Dạ vâng, như vậy là nghe được hai gợi ý đến từ đầu bếp Hoàng Dương, Hà Linh thấy là có từ thanh đạm nè, và có thêm một từ khóa nữa đó là rất là dễ làm, dễ chế biến nữa. Đúng rồi. Các món chay cũng như là những món salad thì chúng ta có thể làm mỗi ngày cho gia đình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi cách làm món đầu tiên, salad tôm bưởi và thịt heo quý vị nhé. Salad tôm bưởi, nguyên liệu chính chúng ta còn có bưởi. Ở đây Dương lựa chọn bưởi da xanh, bởi vì là bưởi da xanh thì độ cân bằng về từ độ chua đến độ ngọt thì rất là cân bằng. Và nguyên liệu tiếp theo chúng ta có đây là tôm sú và thịt lạc vai. Về phần rau thì chúng ta có dưa chuột này, cà rốt này, hành tây này và ớt xanh, ớt đỏ. Rồi không thể thiếu được đó chính là khi chúng ta trộn thì chúng ta cần phải có một nước sốt salad. Nước sốt salad chúng ta gồm có nước quất này, nước mắm này, đường này và tỏi và ớt. Rồi các loại rau thơm ăn kèm ở đây, trộn kèm ở đây thì chúng ta gồm có rau kinh giới này, rau lá min này và rau thơm. Rồi nguyên liệu cơ bản là chúng ta sẽ có những nguyên liệu cơ bản như vậy. Dạ vâng, như vậy là theo như Hà Linh quan sát thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản và chúng ta có thể dễ dàng mua tại các siêu thị hay các chợ, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện món này ngay tại căn bếp của nhà mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện sơ chế nguyên liệu ạ. Rồi bây giờ thì anh nhờ Hà Linh có thể tách cho anh cái phần thịt của miếng bưởi nhá. Dạ. Thì một nửa thì Hà Linh tách nhỏ cho anh. Từng tép nhỏ một như này. Dạ vâng. Và một nửa thì Hà Linh có thể để cho miếng to như thế này. Dạ đúng rồi. Thì chúng ta khi nát đây chúng ta trộn ấy, thì nhìn cái đĩa salad nó sẽ kết nối với nhau nhiều hơn. Dạ vâng. Với các nguyên liệu từ rau nữa. Rồi còn bây giờ anh sẽ luộc tôm nhé. Anh cho cái phần nước xả vào đây, luộc tôm cho nó thơm nhé. Cái phần luộc tôm này Hà Linh ơi, mình không nên luộc chín quá nhé, mình chỉ cần luộc nó chín tới thôi. Thì khi mà mình ăn tôm nó sẽ không bị khô. Nếu tôm to, tôm loại 20 con trên một cân như này thì mình sẽ luộc được khoảng 2 phút. Mình cho vào một chút muối cho tôm nó thêm giòn nhé. Rồi anh nhờ Hà Linh cắt cho anh một phần rau thơm này để lát nữa chúng ta sẽ trộn cùng với vài bưởi nhé. Cái phần tôm này thì để nguội thì chúng ta sẽ bóc vỏ nhé. Rồi sau khi anh bóc xong cái phần vỏ nhé, anh sẽ cắt nó không quá ngắn để cái thớ nó còn dài nhé. Rồi và bây giờ anh Hà Linh, em có thể em lần lượt em cho vào trong cối em giã rồi mày.
mình cũng không cần phải ra quá nhỏ. Hà Linh ạ. Ừ. Trong khi Hà Linh giã ruốc tôm thì anh sẽ áp chảo cái phần thịt nạc vai này nhé. Rồi Hà Linh giúp anh, Hà Linh bỏ cái bát này giúp anh nhé. Rồi cảm ơn em. Wow. Rồi Hà Linh có thể cho cái phần rau thơm là gọn vào đây giúp anh nhé. Cho phần thịt vào đây. Rồi bây giờ anh sẽ nhờ Hà Linh, Hà Linh sẽ làm cho cái phần nước trộn này nhé. Dạ vâng. Em có thể em sử dụng một phần nước quất. Thì Hà Linh có thể đổ thẳng vào bên trong này xem em đo xem là được bao nhiêu. Cái này mình được 3/4 muối anh. Rồi ok, thế thì em sẽ dùng bằng ý đường. Ừ. Một đường, một nước quất và một mắm. Và một nước mắm nhé. Anh có thể... Rồi. Rồi tiếp theo nữa thì Hà Linh cho anh một phần ớt băm và tỏi băm này vào. Rồi và em trộn đều giúp anh nhé. Em xin chiếc thìa. Đúng rồi, đây em dùng cái thìa rồi em khuấy cho nó hết, tan hết cái đường này ra. Hà Linh làm nước mắm thì anh sẽ quay sang anh chuẩn bị cái phần ruốc tôm này nhé. Sau khi xào ruốc tôm này thì anh có thể sử dụng một phần cho một chút tiêu vào cho thơm này. Và một chút mắm nhé. Và một chút dầu ăn. Cái phần ruốc tôm này do mình trộn và mình làm với salad nhé. Hà Linh ơi, mình lưu ý là mình không nên làm khô quá. Ở ngoài này, ở ngoài miền Bắc này thì có món bánh cuốn thường ăn với ruốc tôm. Nhưng mà ruốc tôm mà làm ăn với bánh cuốn nó sẽ khô, nó sẽ bông hơn. Mà tuy nhiên mình làm salad thì mình cần một cái độ juicy của nó, cái độ mọng nước của nó. Cho nên là ruốc thì là chúng ta cũng không nên làm nó quá khô nhé. Đây. Rồi anh sẽ hoàn thiện như thế này, là chúng ta đã hoàn thành về phần ruốc tôm này. Đúng rồi. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ anh nhờ Hà Linh, trước khi trộn lộn thì anh cần tẩm ướp một phần nước sốt này, 1/3 phần nước sốt này với cà rốt này, nguyên liệu cà rốt này, dưa chuột này, hành tây này. Cái hành tây này sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta cũng cho vào trong nước và cho một phần đá lạnh vào. Yeah. Nó sẽ làm cho, đúng rồi, nó là sẽ làm cho cái phần hành tây nó sẽ giòn hơn nhé. Yeah. Ớt chuông xanh và ớt chuông đỏ này. Rồi, Hà Linh giúp anh cho anh 1/3 cái phần nước trộn nó vào để tẩm ướp với lại các cái nguyên liệu rau này cho nó ngấm với lại nước sốt trước nhé. Rồi, chúng ta có thể tẩm ướp như thế này trước được khoảng 5 phút. Chắc là trong lúc chờ đợi cái phần này ngấm gia vị thì chúng ta sẽ đến với công đoạn tiếp theo là mình thái thịt. Rồi anh sẽ thái chỉ nhé, anh sẽ thái chỉ, tuy nhiên là không quá nhỏ nhé. Dạ. Em thấy miếng thịt áp chảo nó vẫn rất là mọng nước. Đúng rồi, nó không bị chín quá, nó vẫn đủ chín nhưng nó không bị chín quá. Rồi tiếp theo nữa thì anh sẽ cắt cái phần tôm nhé, anh sẽ kiểm tra ở trong này nó có cái chỉ tôm thì anh sẽ lấy ra nhé. Một nửa thì anh sẽ để anh thái như này, để lát nữa anh sẽ để coi như này, trang trí. Và còn một nửa thì anh sẽ thái thành miếng. Hà Linh có thể nhìn thấy tôm chín rất là vừa, nó không bị chín quá này. Nó không có bị khô. Đúng rồi, nó không bị khô. Rất là tơi. Rồi, sau khi chúng ta có đầy đủ các thành phần nguyên liệu ở trong cái món gỏi salad tôm bưởi này, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút chuẩn bị các nguyên liệu cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ đến với công đoạn hấp dẫn nhất, đó chính là trộn. Rồi anh sẽ trộn các cái phần nguyên liệu này và rồi sau đó thì chúng ta sẽ trang trí món nhé. Dạ. Thì Hà Linh cho anh xin bưởi này. Đây ạ. Rồi anh cảm ơn Hà Linh. Anh lấy một phần bưởi nhé. Rồi Hà Linh cho anh mượn cái rau trộn mà Hà Linh vừa trộn tẩm ướp trước. Đã ngấm rồi. Rồi Hà Linh có thể cho vào đây giúp anh được không? Em bỏ hết luôn ạ. Em bỏ hết luôn. Có lấy phần nước không anh? Có, em cho cả phần nước vào. Wow.
Ừ. Để cho nó thấm luôn ạ. Đúng rồi. Cho phần thịt chúng ta sẽ cho phần thịt này vào nhé. Dạ. Tiếp đến là phần tôm. Rồi Hà Linh cho anh một phần cho anh xin một nửa chỗ sốt đấy vào. Rồi bước tiếp theo thì anh sẽ cho một phần lạc rang vào đây nhá Hà Linh ơi. Rồi cuối cùng này sẽ trộn đều nó lên. Nên trộn nộm thì chúng ta lưu ý là chúng ta trộn nhẹ tay. Dạ. Chúng ta trộn nhẹ tay và Hà Linh cho anh một phần 5 nước mắm. Trộn đây vào đây. Thêm cho anh khoảng 3 thìa nữa. Hà Linh có thấy cái vị thơm của nó chưa? Rồi, cảm ơn Hà Linh. Em đang tò mò phần giúp tôm thì anh sẽ cho cuối cùng nhé. Rồi tiếp theo anh sẽ cho một phần rau thơm vào. Đúng rồi, hành phi thì anh sẽ cho vào sau. Bởi vì hành phi là chúng ta cần ăn khi nó giòn thì chúng ta sẽ cho trang trí lên phần trên của salad nhé. Rồi bước tiếp theo thì anh sẽ trang trí nhé. Anh cần một cái bát ở đây này. Anh lấy một phần nộm vào đây nhé. Rồi anh sẽ lấy phần tôm. Rồi sau khi anh cho phần tôm vào đây xong thì anh sẽ chỉ thêm một chút thịt cho lên trên này nhé. Rồi tiếp theo nữa thì anh có một phần lạc anh trang trí lên trên này. Và anh có một phần ruốc tôm nhé. Rồi tiếp theo thì anh sẽ lấy một phần vừng rang nhé. Cho lên đây. Để trang trí thêm màu sắc thì Hà Linh anh nhờ Hà Linh cho anh xin cây hành lá. Rồi anh sẽ lấy cái phần hành lá này, anh sẽ cắt nhé. Rồi anh sẽ trang trí vào đây. Rồi và như vậy là chúng ta đã hoàn thành món salad tôm bưởi, gỏi tôm bưởi nhé. Rất là hấp dẫn, món đầu tiên salad tôm bưởi thưa quý vị. Bưởi thì là một trong những loại trái cây mà nhiều chị em phụ nữ rất là thích. Gia đình nào mà có ai có nhu cầu muốn giảm cân thì chắc chắn là Linh nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn cởi rất là hữu ích đến từ đầu bếp Hoàng Dương. Thế nhưng trong thực đơn khá là dinh dưỡng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thêm một món nữa. Đó là món gì thưa anh? Món cà tím nhồi nhân chay. Dạ, yeah, cà tím nhồi nhân chay và cách làm như thế nào đây? Mời quý vị vẫn tiếp tục giữ kênh và theo dõi món ăn tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi đến nhé. Món salad tôm bưởi thịt heo sau khi hoàn thành xong nhìn vô cùng cuốn hút. Không chỉ màu sắc hấp dẫn, các nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng mà khi kết hợp với nhiều loại rau củ quả thì món ăn này cũng vô cùng thích hợp làm các món khai vị cho những bữa ăn hàng ngày hay những bữa tiệc xã giao. Ngoài ra, món ăn đặc biệt này còn bổ dưỡng và thích hợp cho những ai muốn giảm cân đều có thể lựa chọn thực hiện món ăn này thường xuyên trong căn bếp của gia đình. Quý vị đang quay trở lại cùng với chương trình Bếp Việt được phát trên kênh Văn hóa Việt VTC10 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Và món ăn thứ hai mà Hà Linh cùng với đầu bếp Hoàng Dương muốn giới thiệu với quý vị đó chính là cà tím nhồi nhân chay. Với món ăn này thì nguyên liệu chính của mình sẽ bao gồm những gì thưa anh? Nguyên liệu chính đó chính là cà tím này Hà Linh ơi. Dạ. Chúng ta có 3 quả cà tím ở đây nhé. Thông thường thì Hà Linh thấy là cà tím có cà tím dài nữa thì không biết là sử dụng cái dạng đó thì có được không? Nếu như thay thế dạng tròn như thế này. Không, là do mình lát nữa mình sẽ lấy một phần ruột cà tím ra để mình nhồi những cái nhân chay vào. Cho nên là đặc trưng và đặc thù của cái món này là chúng ta sẽ dùng cà tím tròn Hà Linh ạ. Nếu như mà em sử dụng những loại cà trắng, không phải cà tím mà cà trắng và nó có hình dạng xếp tròn như thế này thì ổn không anh? Được em ạ. Ưu tiên hình dạng là chọn hình tròn thưa quý vị. Rồi bước tiếp theo là anh sẽ có một phần cà chua này, nấm này, hành tây này và nấm kim châm này, đậu phụ này. Đậu phụ thì ở ngoài Hà Nội này thì nó khá nổi tiếng, đó chính là đậu mơ. Đấy thì anh sẽ dùng một phần đậu mơ và hành tím này, hành lá này và một chút xì dầu này, tỏi này và anh có một phần lá lốt này. Và đậu xanh nhé, đậu xanh thì anh đã luộc mềm ra rồi. Dạ, vâng. Và cuối cùng này sẽ có một chút lá tía tô. Dạ. Rồi lá tía tô với lại lá lốt thì nó khá là hợp với lại món cà tím này. Dạ. Ví dụ như chúng ta có rất là nhiều những món cà làm ra từ thành phần cà tím. Chúng ta có thể là cà tím nấu đậu hoặc là cà tím
chúng ta có thể là nướng hoặc là cà tím có thể là sốt với lại sốt thịt băm. Dạ. Khá là nhiều món có thể làm từ ra từ gà tím. Dạ vâng. Về phần gia vị thì anh có lưu ý gì cho món này không? Gia vị thì rất đơn giản thôi. Anh chỉ cần có một chút dầu hào và một chút đường và một chút tiêu và một chút xì dầu. Đơn giản. Rất đơn giản. Không biết là cách làm có dễ hay không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi với đầu bếp Hoàng Dương nhé. Rồi bây giờ anh sẽ nhờ Hà Linh nhé. Anh sẽ làm mẫu cho một quả rồi em sẽ làm giúp anh cái phần này nhé. Dạ. Trước tiên này sẽ cắt cái phần cà tím này này. Đó. Rồi sau đó thì anh sẽ dùng một cái thìa này. Anh sẽ định hình nó, anh sẽ làm cho nó có một cái hình tròn. Để lát nữa mình có thể mình moi cái ruột của cà tím này lại ra nhé. Rồi sau khi anh cắt như vậy thì anh sẽ lấy được một cái phần ruột cà tím ra này. Rất đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta làm lâu thì chúng ta có thể bỏ cái phần ruột của cà tím này vào bên trong nước và cho thêm một chút muối và cho thêm một chút chanh vào thì nó sẽ không làm cho cái cà tím này nó bị thâm, vì vốn dĩ là cà tím nó có nhựa mà, cho nên nó sẽ rất dễ, khi nó gặp không khí nó sẽ rất dễ và nhanh bị thâm. Rồi anh nhờ Hà Linh có thể làm cho anh quả này nhá. Rồi sau khi Hà Linh làm xong thì Hà Linh có thể cho những cái phần vỏ cà tím này vào bên trong cái bát nước này nhé. Rồi trong khi Hà Linh làm giúp anh cái phần quả cà thì anh sẽ thái phần nguyên liệu cà chua này ra nhé. Cái cà chua này thì là Hà Linh cũng để ý này là không có hạt này, nhưng mà nếu như Hà Linh mua phải những quả cà chua nào to mà không hiện hạt thì Hà Linh có thể bỏ phần hạt đi nhé. Rồi Hà Linh ơi, thực ra là ăn chay nếu như chúng ta hiểu cái ăn chay thì vẫn rất là nhiều nguyên liệu nó cung cấp đủ cho chúng ta protein hay là những cái dưỡng chất mà cơ thể cần. Đó như ví dụ như nấm này, rất là nhiều protein này, nấm này, rồi các cái nguyên liệu tự nhiên từ hoa quả. Biến đồ ăn chay thì thực ra là ở bên ngoài thị trường ấy thì có rất là nhiều đồ ăn chay sẵn, nhưng mà với Dương thì Dương thường nấu đồ ăn chay ấy, thì Dương sử dụng từ những cái nguyên liệu tự nhiên, ví dụ như từ hoa quả này, hay từ nấm này, hay là từ các loại hạt này, hay là ví dụ như từ các loại hạt thì chủ yếu là Dương sử dụng những nguyên liệu tươi đó, thì thứ nhất là đảm bảo về sức khỏe, thứ hai nữa là mình hiểu rất rõ về cái nguồn gốc xuất xứ của cái nguyên liệu mà mình làm ra món ăn mà do chính mình ăn. Thì chính vì thế là Dương lựa chọn 100% những cái nguyên liệu để làm ra những món chay là từ nguyên liệu tự nhiên. Rồi anh sẽ xé một phần cái ruột hành tím này. Mình sẽ sử dụng tận dụng cái ruột của phần cà tím này nhé, để mình làm nhân cho nó. Anh nhờ Hà Linh thái liệu nhỏ cho anh. Sẽ lấy một phần dầu ăn nhé. Thì Hà Linh có thể phần lớn là hiện nay là chúng ta đang sử dụng cái dầu ăn làm từ thực vật. Sẽ dùng một phần dầu ăn này. Và anh phi một phần hành với tỏi cho thơm lên nhé. Phi thơm hành tỏi, anh sẽ cho cà chua trước này. Đúng rồi, mình sẽ cho cái phần cà chua này vào để cho tạo màu và nó có cái độ sốt. Để cho cà chua nó nhanh nhừ hơn và nhanh tan hơn thì anh sẽ cho một phần muối vào. Muối tiêu. Anh thấy nó rất là nhanh nhừ, nó rất là nhanh sốt nha, đúng không? Rồi tiếp theo nữa thì anh sẽ cho cái phần ruột cà tím và nấm vào nhé. Cho vào đây một chút nước nhé. Sau khi sốt xong rồi thì anh sẽ cho thêm đậu phụ này. Phần đậu phụ này và phần đậu xanh.
vì là những cái nguyên liệu từ rau củ quả hay là hạt đậu như này thì thực ra là nó cũng rất là dễ ăn, nhưng mà tuy nhiên thì là chúng ta cũng cần phải kết hợp với đầy đủ những cái yếu tố từ nguyên liệu mang lại những cái giá trị dinh dưỡng như protein hay là cân bằng cho cơ thể của mình, nó không bị thiếu. Đó. Mình sẽ nấu như vậy trong bao lâu anh? Mình sẽ nhỏ lửa, rồi sau đó sau khi mình xào và mình cho đầy đủ nhân vào, mình sẽ nhỏ lửa, mình sẽ nấu trong vòng độ khoảng từ 7 đến 10 phút. 7 đến 10 phút. Đúng rồi. Cho cái khi nó sệt lại một chút xíu là được, đúng không? Đúng rồi. Và nếu như trong thời gian nấu mà nó cạn nước thì chúng ta có thể cho thêm nước vào. Cái phần nhân này chắc là mình sẽ nêm nếm một chút đúng không ạ? Có, mình sẽ nêm nếm một chút. Mình sẽ cho một chút đường, muối, tiêu và cho một chút dầu hào thôi. Và cuối cùng là chúng ta cho thêm ít dầu hào vào đây này. Và sau khi cái hỗn hợp này thì Dương xào nó sệt sệt vào lại rồi này, thì Dương anh sẽ nếm nó xem nó vừa chưa nhá. Dạ. Nếu mà nó chưa vừa cái vị gì thì chúng ta có thể cho thêm vào. Vị ngọt hay vị đậm hay là vị tiêu thì chúng ta có thể cho thêm theo ý thích của mình. Dạ. Anh nhìn anh cần cho thêm một chút đường nữa nhé. Dạ. Một chút đường nữa. Và một chút muối nữa. Và cuối cùng này, anh cho cái phần là rau tía tô với rau lá lốt vào đây nhé. Anh sẽ cùng với Hà Linh nhồi cái phần nhân này vào trong quả cà tím nhé. Cái đoạn này là ai cũng thích làm nha. Dạ. Ở nhà nhớ ngày xưa hay làm những cái như là khổ qua hay còn gọi là mướp đắng á. Đúng rồi. Thì rất thích cái công đoạn mà nhồi nhân vào trong đó. Ừ. Sau khi chúng ta nhồi xong như này thế này nhá, là chúng ta sẽ úp cái phần vỏ của cái cà tím ở đây. Nè. Trả lại nguyên bản. Trả lại nguyên bản ban đầu của nó. Chắc là em thích làm cái phần này, cho nên anh nhường nốt cho Hà Linh làm một quả quấy nhá. Đây. Trời ơi, xinh xắn quá. Ừ. Đúng rồi, anh không nói thì em cũng dành thôi anh ơi. Rồi bây giờ là chúng ta, thưa quý vị khán giả, là bây giờ là chúng ta sẽ mang đi hấp. Mang đi hấp, thời gian hấp được khoảng từ 12 đến 15 phút nhé, quý vị khán giả nhé. Quý vị thân mến, như vậy là sau khoảng 15 phút hấp chín thì bây giờ em thấy là cà tím của mình là cũng đã mềm đúng không anh? Đúng rồi, cái phần cà tím này đã đủ chín và nó sẽ rất là mềm rồi. Rồi, và công đoạn cuối cùng của chúng ta là trang trí thôi. Rất đơn giản, chúng ta lấy một phần cái lá lốt này nhé. Rồi sau đó thì anh sẽ cho cái phần cà tím này vào bên trong bát này ha. Anh sẽ lấy hai quả nhé. Rồi sau đó là anh đã hoàn thiện rồi. Và bây giờ anh sẽ mở phần nắp này ra. Vào khá là thơm nhé. Anh cho thêm một chút hành phi vào đây này. Món cà tím nhân chay sau khi hoàn thành nhìn vô cùng hấp dẫn. Chỉ với vài bước đơn giản cùng các nguyên liệu dễ tìm, những người nội trợ hoàn toàn có thể biến tấu món ăn này cho gia đình vào những bữa ăn hàng ngày. Tuy là món chay nhưng với sự kết hợp khéo léo thì món ăn vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện món cà tím nhồi nhân chay. Món thứ hai cũng đã hoàn thành. Bây giờ thì Hà Linh sẽ đến với giai đoạn quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Đó là phần thưởng thức và review, chia sẻ lại cảm nhận cho toàn thể quý vị khán giả. Quý vị thân mến, Hà Linh rất vui khi mà tiếp tục hôm nay khám phá thêm hai món ăn nữa. Và món nào thì Hà Linh quan sát thì cách làm cũng khá là đơn giản. Bên cạnh đó thì nguyên liệu cũng rất là tươi ngon và thành phẩm đã có rồi. Lại là một cái trọng trách rất là lớn ở trên vai mình, đó chính là người sẽ là thưởng thức, sau đó thì chia sẻ lại cảm nhận cho toàn thể quý vị khán giả. Thông thường anh, khi mà em đến một cái cửa hàng nào đó, một nhà hàng nào đó thì em sẽ có thói quen đó là em sẽ thưởng thức món chay trước để đảm bảo là không có bị xáo trộn vị khi mà chúng ta ở trên bàn tiệc mình vừa có đồ chay và cả đồ mặn. Anh đồng ý với Hà Linh. Dạ. Thế thì em sẽ ăn trước món này. Thì món hai em sẽ thử như thế món nào chay trước nhé. Thì mình có cái thìa ở đây.
Trước hết là mình sẽ bỏ cái phần nóc của quả cà ra này. Dạ. Và sau đó thì ở đây là nó có phần ruột và phần vỏ. Thì Hà Linh có thể, nếu như Hà Linh ăn ruột không thì Hà Linh có thể ăn ruột, và nếu không thì ăn cùng với vỏ của cà tím đều được hết. À. Ừ. Rồi anh sẽ ăn một, anh sẽ lấy cho Hà Linh nhé. Không? Dạ đây, dạ đây rồi. Rồi, em cảm ơn anh. Anh lấy thêm cho một phần, một chút ruột nữa. Dạ. Rồi cái nhân ở bên trong. Ừ. Rồi, bây giờ thì Hà Linh sẽ thưởng thức món thứ hai trước. Đó là món cà tím nhồi nhân chay. Rồi anh mời Hà Linh nhé. Dạ. Mời quý vị khán giả. Em thích đồ ăn chay, nhưng mà hôm nay là một cái vị rất là mới lạ. Lần đầu tiên em mới có dịp thưởng thức một cái món gọi là cà tím nhồi nhân chay như thế này. Ở bên trong phần nhân thì em ấn tượng đây là vị bùi bùi của đậu xanh. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì cái phần nhân của mình, nêm nếm gia vị rất là vừa. Đúng rồi. Nó không có bị quá gắt. Cái phần rau, đặc biệt là phần tía tô và phần rau lá lốt đó, lá lốt, nó rồi. Tạo một cái hương vị khá là lạ. Mặc dù có lẽ là ở ngoài này mọi người hay sử dụng cà tím với lá lốt, nhưng mà ở trong miền Nam thì em chưa có dịp thưởng thức cái cách chế biến như vậy, nên là khá là hay. Món này trong những cái bữa tiệc chay thì mọi người hoàn toàn có thể làm cho gia đình của mình, hoặc là những cái bữa mà gọi là mâm cổ rằm á, thì rồi. Em nghĩ là nhà mình nếu như được thì cũng thể làm thử món cà tím nhồi nhân chay rất là ngon ạ. Và trong một cái dịp nào đó mà mình cảm thấy là mình thích ăn chay và mình muốn cái bữa ăn của mình nó nhẹ nhàng cho cái cơ thể của mình, thì mình cũng có thể làm được vào bất cứ ngày nào. Dạ vâng. Cái phần vỏ cà tím thì cũng chín tới, chín nó tới. Không có bị nát quá, nên là một gọi là 5 sao điểm 10 cho món ăn này, em rất là thích. Cảm ơn Hà Linh. Tiếp theo sẽ là món đầu tiên mà chúng ta đã làm, đó là món salad tôm bưởi. Em là em rất thích ăn bưởi nên là em sẽ chọn miếng bưởi to. Một miếng bưởi to nè. Bên cạnh đó là cũng sẽ chọn một phần tôm đi. Một phần thịt thái chỉ. Anh có cắt đúng không? Đúng rồi. Và Hà Linh có thể ăn thêm một phần ruốc tôm nữa được không? Đây đây đây, ruốc tôm đúng rồi. Cái phần em giả mà em phải ăn cho. Nếu như mà ở đây gọi là salad thì người miền Nam em nghĩ là hay sử dụng từ đó, từ gỏi hơn. Gỏi tôm bưởi chẳng hạn. Bởi vì ăn nó khá là nghe nó khá là hòa quyện với nhau, có vị chua chua của bưởi nè, rồi cái phần nước chấm của mình, phần nước sốt của chua mình ngọt. Nó cũng rất là hợp vị chua ngọt, tôm cũng thấm và thịt cũng vậy. Món này thì em nghĩ là ăn chơi cũng được. Đúng rồi. Trong những ngày cuối tuần gia đình có bạn bè tới là được tiệc thì mình có thể sử dụng là món khai vị anh ha. Được. Trong mọi bữa cơm thì chúng ta có thể là sử dụng món salad này hay là món gỏi này ở trong mọi bữa trưa hay là tối, hay là kể cả những cái thời gian mà chiều ăn chơi ăn chay luôn. Dạ, vâng. Chiều ăn chơi thì đều được. Dạ. Thực sự là đối với nhiều gia đình khi mà chúng ta quá bận rộn, mình lại rất ít thời gian dành cho những đầu tư cho những bữa cơm. Nhiều khi có một cái thói quen đó là về thấy món gì nhanh nhất là mình sẽ làm, như là thịt luộc nè, rau luộc hay là trứng chiên. Thì Hà Linh cũng hy vọng rằng thông qua chương trình Bếp Việt, nếu như mà mọi người xem mỗi tuần thì chắc chắn là sẽ khám phá được thêm nhiều món ăn mới, đầy đủ chất dinh dưỡng, cách làm thì cũng đơn giản. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nâng cái gọi là cái level của mình trong hình ảnh của người chồng nè, trong khu bếp của mình nữa. Hôm nay thì Hà Linh cũng như là chương trình Bếp Việt rất là cảm ơn anh. Một lần nữa thì anh cũng đã sắp xếp thời gian và đồng hành cùng với chương trình. Anh cũng rất là cảm ơn Hà Linh đã sắp xếp thời gian và cũng như là có một cái trải nghiệm ở trong căn bếp của chương trình Bếp Việt này. Cũng cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra xem chương trình của Bếp Việt. Cảm ơn quý vị khán giả. Dạ vâng, hy vọng là sắp tới thì anh cũng sẽ suy nghĩ nè, sáng tạo và cũng sẽ đưa đến với chương trình Bếp Việt thêm nhiều thực đơn hấp dẫn nữa. Chắc chắn là các chị em đồng hành nhìn thấy anh là nghĩ tới ngay những cái món mà đặc biệt từ đầu bếp Hoàng Dương mới có thôi. Rồi, cảm ơn Hà Linh. Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau.